Nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, người phụ nữ ở London vẫn có thể chào đón con chung của cô với người chồng quá cố. 10 16 tháng sau khi anh qua đời vì chứng u não. Suma 38 tuổi ở Ruislip Tây London sinh hạ bé gái Amandip, con thứ hai của cô với chồng quá cố Suman. Aman qua đời hồi tháng 12 năm 2021, nhưng mà trước đó luôn mong có thêm để con trai cả là Rajan có em thuyền nước mơ của mình thì Jadip quyết định sử dụng đến IVF. Aman được chẩn đoán là mắc u não độ 4 sau khi bị co giật và đau đầu vào tháng 8 năm 2020. Dù đã hóa trị và xạ trị chuyên sâu, sức khỏe của Aman vẫn chuyển biến xấu. Jadip mang thai vào tháng 8 năm 2022, 8 tháng sau khi Aman qua đời. Cô sinh một bé gái khỏe mạnh vào ngày 19 tháng 4 đặt tên là Amandip theo tên của chồng quá cố. Jadip may mắn có gia đình động viên giúp đỡ hết mình các chị em nhà chồng đã đưa cô đi khám thai và đồng thời cũng đồng hành trong quá trình bầu bí của mình. Chất Đíp và gia đình cô đã cùng hỗ trợ công trình nghiên cứu u não kể từ khi Aman được chẩn đoán căn bệnh này. Đến nay thì họ vẫn tiếp tục nâng cao nhận thức của mọi người về u não và gây quỹ cho tổ chức từ thiện dành cho những bệnh nhân bị u não.